Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ cảnh tỉnh Việt Nam về mối đe dọa tứ phía từ Trung Quốc. Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã lên đường tới thăm Việt Nam để thảo luận về hợp tác an ninh khu vực. Chuyến thăm của ông Robert O'Brien diễn ra theo sau chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Hà Nội 3 tuần trước đó. Các chuyến thăm dồn dập của những nhân vật trọng yếu trong chính giới Hoa Kỳ đánh dấu những nỗ lực vào phút cuối của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để đối phó với người khổng lồ châu Á, Trung Quốc. Các thông tin liên quan đến Trung Quốc tại cuộc gặp cấp cao này không được tiết lộ. Tuy nhiên, qua bài phát biểu trước các sinh viên Học viện Ngoại giao tại Việt Nam, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đã đưa ra hai sự cảnh báo quan trọng từ mối đe dọa mang tên Trung Quốc, đó là vấn đề Biển Đông và sông Mekong. Đây là hình ảnh Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien phát biểu trước sinh viên Học viện Ngoại giao ở Hà Nội hôm 21 tháng 11 năm 2020. Ông O'Brien phát biểu như sau: Từ Biển Đông đến lưu vực sông Mekong, những nguồn tài nguyên phong phú, dồi dào của đất nước các bạn thuộc về con cháu của các bạn. Quyền thừa hưởng những nguồn tài nguyên này không thể bị cướp mất chỉ đơn giản vì một nước láng giềng lớn hơn và thèm muốn những gì thuộc về các bạn. Từ thông điệp này có thể thấy, Washington đang muốn đưa ra những lời cảnh báo cho Hà Nội rằng mối đe dọa của Bắc Kinh không chỉ đến từ phía đông trên biển mà còn đến từ lưu vực sông Mekong, một mạn sườn phía tây của Việt Nam. Nhà quan sát Minh Luật nhận định mạn sườn phía tây của Việt Nam là hai quốc gia Lào và Campuchia đang trong tình trạng lệ thuộc rất nặng vào Trung Quốc. Các chính sách gần đây của chính quyền Viên Chăn và Nông Pênh cho thấy họ dần loại bỏ tầm ảnh hưởng của Hà Nội mà bị chi phối hoàn toàn bởi Bắc Kinh. Và sự cảnh báo của Mỹ về mối đe dọa xuất phát từ mạn sườn phía tây của Việt Nam được cho là rất có ý nghĩa để kịp thời cảnh tỉnh Hà Nội. Bởi khi Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát được khu vực này sẽ gây ra mối đe dọa cận kề cho Việt Nam khi đứng trước bất kỳ một cuộc xung đột nào với Trung Quốc trong tương lai. Đây là hình ảnh dự án đường sắt cao tốc do Trung Quốc làm ở Lào trị giá tới 6 tỷ đô la, một trục chính trong con đường tơ lụa mới, nhằm nối giữa Vân Nam với các quốc gia Đông Nam Á trên lục địa góp một khoản lớn vào nợ công của Lào. Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với mối đe dọa to lớn của Trung Quốc từ mạn sườn phía Tây trước sự xoay trục hướng Trung của hai nước anh em trên bán đảo Đông Dương là Lào và Campuchia. Và truyền thông quốc tế từ hồi đầu tháng 9 đã ghi nhận Lào là nạn nhân mới nhất sập bẫy nợ của Trung Quốc. Lào đã vay của Trung Quốc rất nhiều để đầu tư vào các dự án thủy điện sông Mekong cũng như dự án đường sắt cao tốc, một liên kết quan trọng trong sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Tuy nhiên, mới đây, Bộ Tài chính Lào cũng đề nghị Trung Quốc là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của nước này cơ cấu lại các khoản nợ để tránh vỡ nợ. Và Lào sẵn sàng trả bằng các tài sản có giá trị khác như đất đai và giao cho các công ty quốc doanh Trung Quốc nắm quyền kiểm soát lưới điện của Lào, cũng như tiếp tục xây dựng các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong do Trung Quốc tài trợ. Và điều này rõ ràng gây ra mối đe dọa cho an ninh lương thực và môi trường cho toàn bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Vào ngày 4 tháng 9, hãng tin Reuters cho biết là Viên Chăn đang chuẩn bị nhượng lại cho công ty China Great Power của Trung Quốc quyền kiểm soát phần lớn hệ thống điện quốc gia. Công ty này có trụ sở tại Quảng Châu, Trung Quốc. Và điều này sẽ giúp Trung Quốc gia tăng được thế lực trong khu vực do phần lớn điện do Lào sản xuất hiện là để xuất khẩu không chỉ sang Trung Quốc mà còn sang cả Việt Nam. Việc Trung Quốc nắm được ngành điện lực của Lào có nghĩa là Bắc Kinh gián tiếp có được đòn bẩy thương mại và chiến lược để gây sức ép với Việt Nam. Còn tình hình tại Campuchia hiện nay đang gây bất lợi rất lớn hơn nữa đối với Việt Nam. Đây là hình ảnh sân bay quốc tế Dara Sakor có đường băng dài 3.400 mét đang được Trung Quốc xây dựng tại Campuchia. Campuchia gần đây đã phá dỡ một căn cứ hải quân riêng do Mỹ đầu tư xây dựng. Thay vào đó, một căn cứ hải quân khác nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc là Dara Sakor có đường băng khổng lồ dài tới 3.400 mét hiện đang được xây dựng, có khả năng chứa nhiều máy bay quân sự Trung Quốc. Theo giới phân tích nhận định, các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của Trung Quốc cất cánh từ căn cứ Dara Sakor và hạ cánh tại các đường băng trên đảo Đá Chữ Thập hoặc đảo Phú Lâm do Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam trên Biển Đông có thể xé toạc bầu trời và vùng đất bên dưới của Việt Nam. Cũng xin lưu ý rằng, giữa mùa đại dịch viêm phổi Vũ Hán vào tháng 3 vừa qua, khi Trung Quốc đang là ổ dịch của thế giới,
3.000 lính Trung Quốc và Campuchia đã tiến hành tập trận chung bắn đạn thật với xe tăng, đổ bộ và vũ khí hạng nặng. Động thái này cho thấy Campuchia sớm đánh đổi chủ quyền của mình cho Trung Quốc là điều khó tránh khỏi với tốc độ bơm tiền bẫy nợ từ sáng kiến vành đai và con đường như hiện nay. Sự thao túng của Bắc Kinh đối với Lào và Campuchia được thể hiện rõ qua lập trường của hai quốc gia này luôn đứng vào phía Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông. Đặc biệt hơn, Campuchia đã nổi lên như một kẻ phá hoại cho sự đồng thuận của ASEAN trong tranh chấp với Trung Quốc về Biển Đông. Một mặt cảnh báo Việt Nam về mối đe dọa từ Trung Quốc, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cũng gửi đi một thông điệp rất rõ ràng về sự hiện diện của Mỹ tại khu vực để chống lại tham vọng của Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp màn hình phần câu hỏi của Sing News và câu trả lời của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien tại buổi họp báo trực tuyến từ Manila vào hôm 23 tháng 11 được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trả lời câu hỏi của Sing News tại buổi họp báo trực tuyến ở Manila hôm 23 tháng 11, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết như sau. Thông điệp của chúng tôi là sẽ tiếp tục hiện diện ở đây. Chúng tôi đã hỗ trợ các bạn và chúng tôi sẽ không rời đi. Chúng tôi sẽ không bị đẩy ra khỏi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng với tất cả các bạn bè và đối tác của chúng tôi. Và tôi nghĩ khi chúng tôi gửi đi thông điệp đó, thông điệp hòa bình thông qua sức mạnh là để răn đe Trung Quốc. Đó là một cách để đảm bảo hòa bình và là một cách để đảm bảo rằng không có chiến tranh trong khu vực. Ông O'Brien cũng trấn an các nước trong khu vực rằng Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương và có những cam kết dài hạn trong khu vực. Dù được lãnh đạo bởi Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, ông cho biết lập trường chống Trung Quốc có được sự đồng thuận của lưỡng đảng Hoa Kỳ bởi các hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc, hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, nỗ lực cưỡng bức các nước láng giềng, vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và sự dập tắt ngọn lửa dân chủ Hồng Kông và cố gắng cưỡng chiếm Đài Loan. Trong bài phát biểu của mình tại Việt Nam, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cũng khẳng định Hoa Kỳ có một lập trường vững chắc phản đối sự cưỡng ép bắt nạt của Trung Quốc tại Biển Đông và các mối đe dọa an ninh trong khu vực Mekong. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nhật Bản Suga ở giữa và Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc trong cuộc gặp ở Tokyo diễn ra vào ngày 6 tháng 10 năm 2020. Đây là cuộc gặp cấp ngoại trưởng thứ hai của nhóm không chính thức có tên Đối thoại An ninh bốn bên, thường được gọi là Bộ Tứ Kim Cương hoặc là Tứ Giác Kim Cương, gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc. Mỹ có khả năng thực thi cam kết này thông qua việc cầm trịch Bộ Tứ Kim Cương, có khả năng ngăn chặn sự cưỡng ép và bắt nạt của Trung Quốc trong khu vực mà không có lý do gì với Mỹ không để ngỏ lời mời Việt Nam trở thành một thành viên chính thức của nhóm liên kết quân sự phi chính thức này. Nhà quan sát Nguyễn Việt Trung cũng đã chia sẻ quan điểm này khi cho rằng nhấn mạnh đến nguy cơ kép ở Biển Đông, trên sông Mekong và bị thọc sườn ở phía Tây. Cố vấn Robert O'Brien hẳn đã khẳng định với Hà Nội là Mỹ sẽ chống lại các hành động cưỡng chế và bắt nạt của Trung Quốc trên biển đảo, đất liền và lưu vực sông Mekong. Để đổi lại, Mỹ có thể sẽ muốn Việt Nam trở thành thành viên theo sát hoặc đồng hành của chiến lược Ấn Độ và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nếu sự kết nối của Hà Nội đối với toàn bộ chiến lược Ấn Độ và Thái Bình Dương tự do và rộng mở có thể làm Bắc Kinh nổi giận, Bộ Tứ sẵn sàng chấp nhận cấp độ thấp hơn, một kết nối thuần túy về kinh tế mà không nhấn mạnh công khai khía cạnh hợp tác an ninh, đó là tham gia mạng lưới các quốc gia thịnh vượng, một dạng thức mở của Bộ Tứ Cộng, rồi đây không chỉ Việt Nam và một số nước châu Á khác cũng có thể dự phần. Ông khẳng định ngày nay chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh thời đại khi Việt Nam biết cách giảm dần sự lệ thuộc vào Bắc Kinh, giãn cách Trung Quốc ra và tiến gần hơn tới Mỹ. Cần thì nhu nhưng quyết không được nhược. Về khả năng đón nhận của chính quyền Cộng sản Việt Nam, ông Minh Luận nhận định thái độ do dự, thậm chí là sự nghi ngờ của giới lãnh đạo Việt Nam đối với Mỹ vốn không có điều gì xa lạ. Nó không chỉ từ ý thức hệ chính trị mà còn xuất phát từ việc họ chưa sẵn sàng chia sẻ một tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, khi mắt vẫn hướng về Bắc Kinh với niềm tin mong mỏi về chủ nghĩa Cộng sản sẽ là tương lai của nhân loại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2020 với bản tin Mỹ cảnh tỉnh Việt Nam về mối đe dọa tứ phía từ Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de